Các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn cho cái động cơ nổ được nhập khẩu từ Thái Lan của hãng Oshima, có mã là Oshima OM160, tốc nhanh. Thì đây là vỏ thùng của máy, các bạn có thể nhìn rõ từ vỏ thùng nhá, các bạn có thể nhìn lên trên này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy nhá. Chúng ta có một cái mã kiểm định nhập hàng từ Thái Lan. Đó, mã nhập hàng từ Thái Lan nhá. Đây. Tháng 3 năm 2018 này. Đó, ở ngoài nó cũng ghi rõ này, Oshima OS160 5.5 HP, màu trắng đỏ, made in Thái Lan, rất là rõ ràng. Đây là cái thông số của máy, chữ Thái Lan là gì đây, có khi là tên máy đấy. Thực ra cái này nó còn ở bên trong máy, các bạn có thể tí nữa tôi sẽ review thêm về máy. Thì trong máy nó còn có những cái chữ dập nổi của Thái Lan nữa, và cũng như mã các thứ của Thái Lan hết. Thì hàng này của nó thì rất là tốt, hàng này là hàng lọc gió bằng dầu đó. Rồi xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Điện Máy Xung Anh sẽ giới thiệu thêm đến quý vị và các bạn cái động cơ nổ chạy xăng có thương hiệu là Oshima, mã là Oshima OS160, máy có công suất là 5.5 HP, máy là tốc nhanh 3.600 vòng phút nhé. Thì đây là những cái phụ kiện đi theo máy nhé. Chúng ta có một cái tháo buji này, một cái tháo buji, một quyển sách hướng dẫn sử dụng, một cái tô vít có thể tô vít hai cạnh, bốn cạnh, với phiếu bảo hành điện tử, đeo bảo hành điện tử nhé. Rồi, còn đây là cái động cơ của chúng ta. Đây các bạn nhìn, động cơ được thiết kế với một màu đỏ và màu vàng, gọi là vàng sữa. Nhìn qua thì nó có một vài cái đặc điểm như này, là chúng ta có thể nhìn thấy nó cũng giống những cái động cơ khác, là nó bao gồm những cái, một là hai cái nam nhớt. Đây là van xả nhớt. Chúng ta có một cái ốc đi kèm đây là ốc chốt bu li. Đó, cá thì được buộc sẵn ở đây rồi. Đây, bên này chúng ta có công tắc này. Và đặc biệt là ở đây mình thấy nó khác ở những cái động cơ khác ở chỗ rất là hay, đó là cái tay giật của nó là nó bằng cao su, rất là mềm, giật nó không bị đau tay, nó phòng cái tay. Đó. Và đây nữa, chúng ta có một cái ga nó được bọc một cái lớp cao su ở ngoài, cầm rất là thích. Đó, nó không như những cái khác, nó chỉ bằng sắt không thôi. À, nó không bọc cái gì cả, cầm nó nhiều khi nó đau hết cả tay. Một cái đặc điểm nữa ở cái máy này là tôi thấy nó cũng khác so với những cái khác, đó là cái đây là cái dòng động cơ được làm mát bằng lọc gió bằng dầu đó. Thì cái này thì ở thông số ở nhà sản xuất đưa ra thì tôi thấy là nó có gọi là báo nhớt, báo dầu. Thì khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta lưu ý là đổ dầu vào trong nhớt, vào trong cái phần bên dưới của cái lọc gió này. Đây các bạn có thể đổ ở dưới này, nhấc cái này ra và chúng ta đổ vào phần dưới cái phần lọc gió này nhá, để nó hỗ trợ, nó sẽ lọc gió khi động cơ hoạt động. Ở đây chúng ta có một cái mức này, oil level này, các bạn sẽ đổ đúng vào cái mức oil level này nhá, nó chỉ đúng đến mức này thôi. Đó, và khi dầu ở đây hết thì chúng ta cũng phải thay nhớt luôn, bởi vì hai cái này nó sẽ cái mức độ tiêu thụ nó sẽ ngang nhau, nên khi cái dầu máy này hết thì chúng ta lưu ý là chúng ta cũng phải đổ thêm nhớt, phải thay nhớt ở động cơ nhé. Đó, rồi cơ bản cái máy này nó giống như cái động cơ khác thôi. Cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu của nó thì nó rơi vào tầm 0.8 đến 1.2 lít trên 1 giờ. Đấy, với cái mức độ tải nó rơi vào tầm khoảng 75-80%. Đó. Máy thì cũng ứng dụng giống những cái động cơ khác để quý vị ạ có thể tham khảo qua, như là máy phát điện, máy bơm nước, hay là kéo một số cái dụng cụ của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể sử dụng để chèo thuyền. Đó. Ngoài ra thì cái dòng máy của Oshima này thì còn có loại 6.5 HP, và đi kèm với nó là dòng 5.5 HP cốt xéo, tức là tốc chậm.
và dòng 6.5 HP tốc chậm, tốc nhanh đều có. Đấy, các bạn có thể lưu ý là cần loại nào thì các bạn có thể chủ động gọi điện cho chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn theo nhu cầu của các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Thì các bạn cần thêm thông tin chi tiết thì có thể liên hệ theo cái số điện thoại hiện trên màn hình hoặc là để lại comment ở bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn trong video lần sau.